Xin chào mọi người và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dancing with Minh Sinh. Hôm nay chúng ta sẽ tập một bài hát được rất là nhiều người yêu thích của ca sĩ xinh đẹp Chipu nhá. Và bây giờ mọi người hãy ấn play và tập đi tập lại ngay để cùng có thể nhanh chóng thành thục bài tập này nào. Let's go. Mình sẽ bắt chéo chân lên, mình sẽ di chuyển sang bên nhá. Chủ thấp người xuống tay mở. Hai lần không, ra một. Mình hát thật là chắc và mạnh không nhá, và xuống. Rất là dễ đúng không? Và bây giờ bắt chéo tay vào như là mình đang rút áo lên này, cố gắng chung chân xuống nhá. Vẫn là không như vậy. Và chủ chân xuống thấp. Ok, bây giờ mình lật người sang ngang này. Kéo cung lên. Và 3 lần. Đổi bên. Mình quay lưng lại. Tay vào người, mạnh này, và vào người, đánh chéo mở ra. Bây giờ mình sẽ rút lực lên và đẩy tay này, rút tay lại, ngang ngang, chéo chéo. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên phía trước nhá, quay tay, trùng thấp người và mở vai đi về, lên, mạnh dần lên này. 6 nhá. Tay kéo dọc theo người 2 lần. Tay chỉ vào đầu và 6 theo. Chuẩn bị nối lại cái đầu bài này. Mở. Không. Hất. Đổi bên. Hất mạnh không nhá. Tay kéo áo. Tay mình có thể để ngang luôn hoặc là mình freestyle thoải mái nhá. Mình có thể để xuống dưới đây. Ngang người này, lật trùng hông kéo lên và 3 lần chắc. Kỹ thuật rất là quen thuộc đấy, nhưng mà bạn đã tập trung hông cơ bản rồi, rất mạnh lên. Quay lưng, tay lên đầu, quay lại freestyle, tay ngang, giật mạnh kiểu tay này, nhưng đừng để gõ vào người nhá. Hai lần nữa. Bây giờ rút được tay ngang ngang, chéo chéo một lần nữa và chuẩn bị đi lên này, trái phải và mình đi lên, lật vai mở, lùi người xuống. Bây giờ mình sẽ sáu nhá. Bài tập rất là nhanh nên là mình không thể dạy kỹ từng kỹ thuật được. Những bạn nào mà chưa tập võ cơ bản, các bạn có thể comment mình sẽ chỉ lên nhá. Và hai lần này vẫn nhanh nhanh đổi bên và cùng dòng hông. Khỉu tay, lần này mình sẽ chỉ làm 2 lần. Đổi tác luôn, mình dần ngang. Và 2 lần này nữa. Tiến lên luôn, 1 lần tiến lên. Chuẩn bị mở vai lùi xuống. Và bây giờ mình sóng nhá. 1 lần đổi bên. Ok, và hết bài. Các bạn thấy thế nào? Đây là một bài khá là dễ đúng không? Nhưng mà cũng cần phải có sự mềm dẻo. Và để cơ thể có thể mềm dẻo được thì mình phải tập đi tập lại rất là nhiều lần. Nên là đừng tắt video và máy tính vội, mình hãy quay lại và tập thêm một lần nữa nhá. Ok, và nếu như các bạn thích tập bài nhảy gì, các bạn muốn mình biên đạo bài nhảy gì để cùng có thể luyện tập với các bạn thì hãy comment ở phía dưới. Và đừng quên subscribe channel để không bao giờ bị bỏ lỡ những video tiếp theo nhá. Bye bye!